cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, thương một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau vì duyên mình đã sai. Dòng loa Community đến từ đất nước Mỹ. Chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Với cấu hình loa full là 4 bass 30, 4 siêu tép, 1 trung kèn. Với mã sản phẩm là CSX 70 Community CSX 70. Dưới là cấu hình loa súp với 4 bass 40 trên một thùng. Mã sản phẩm là Community CSX 60. Và cái combo như thế này là sẽ có một đôi full và một đôi súp. Đôi khi ta gặp nhau để dành nhau. Công suất rất là gấu. Hàng này thì nó là thiên về cái độ chi tiết và tinh tế. Chất âm thì khỏi phải suy nghĩ rồi. Với những cái mã sản phẩm mua đen trên, anh em có thể check Google xem ra toàn những cái trang web của Tây giới thiệu về dòng loa này, phù hợp với cà phê vườn, phòng trà, ngoài trời. Nếu như mà nhà sảnh to, không gian lớn, rộng, có chỗ để thì chúng ta chơi cấu hình như này, nghe nhạc hay, hát hay, tiếng thì cực chi tiết, độ nhạy lớn, không tốn công suất. 35 triệu hai đôi này rất là hợp lý, cho giá đáng đồng tiền để anh em chơi. Với 35 triệu mà chúng ta mua thậm chí chỉ được một đôi loa nghe nhạc của Nhật, thì với cái số tiền như thế thì chúng ta chơi cái cấu hình như này thì nó quá xứng đáng cái đồng tiền chúng ta bỏ ra. Mà Du Tứ cam kết là tất cả là zin hết, zin xịn, chưa có động chạm cái gì cả. Cấu hình loa như thế này thì chỉ có Community mới làm được điều đấy. Nội thất thì Du Tứ có mấy clip, anh em muốn ring cái bộ này về thì Zalo Du Tứ, Du Tứ sẽ gửi cái đường link nội thất cho anh em xem. Zalo là 0974682663, cũng là số điện thoại Du Tứ dùng. Anh em cứ liên hệ trực tiếp. Nếu như mà anh em mà gần thì có thể đến nghe test trực tiếp, nghe trực tiếp cảm nhận. Với cái thương hiệu Community thì nó có trên thị trường là trên 50 năm rồi. Anh em nhé. Trên 50 năm những hàng này thì trái Tây mới có, ở Việt Nam mình thì người ta quá sử dụng rồi thì về Việt Nam mình mới được sử dụng thôi. Ngày xưa nó mới, nó rất là đắt. Community CSX 70. Community CSX 60. Anh em có thể check cái model này ra nha. Xin cảm ơn anh em và xin chào và hẹn gặp lại anh em.